Xin chào cô ạ, bây giờ chúng ta làm test 2004-01 từ câu 36 cho đến câu 40. Đối câu 36 này thì chúng ta sẽ chọn được là phương án vấn đề. Tại sao chọn vấn đề? Tại vì các bạn thấy là đuôi S, đuôi của động từ mà trong trường này nó đứng giữa mạo từ và từ ợp, vì thế chỗ này nó phải là một danh từ. Như thế thì chúng ta thêm đuôi sừng vào để chuyển thành danh từ irrigation. Rồi tiếp, đối với câu 37. Câu 37 này thì chúng ta sẽ chọn được là phần B. Tại vì các bạn chú ý cho mình, đối với từ approximate thì nếu mà như này thì nó là một tính từ, các bạn, tính từ thì đối tính từ thì sau đó là một danh từ. Còn chúng ta có một kiến thức như sau: approximately thì đây nó là một trạng từ, nhưng đối trạng từ này thì nó bổ nghĩa cho tính từ số lượng. Vậy các bạn đây này, đây chính là tính từ số lượng này, có nghĩa là xấp xỉ bao nhiêu đó đấy. Vì thế thì các bạn chú ý cho mình, đối với approximate tính từ sau đó là cộng danh từ luôn, còn đối với approximately nếu có tính từ số lượng thì chắc chắn là phải là một trạng từ, phải thể là ly. Tiếp câu 38. Câu 38 này chúng ta sẽ chọn được là phần D. Tại vì modify nó chính là động từ. Modify chính là sửa đổi đấy các bạn, sửa đổi động từ. Rất nhiều bạn sẽ chọn phần A. Nào bây giờ chúng ta ôn lại đối với từ most một chút. Most thứ nhất là có mạo từ. Mạo từ chút này chúng ta có từ the, tính từ sử dụng là sở quách. Thì đằng sau có từ most thì chắc chắn là so sánh. Hơn nhất đối với tính từ, từ dài. Rồi cộng với danh từ. Tiếp đối với most mà không có mạo từ ấy, thì thứ nhất là most cộng với danh từ có s và danh từ cũng s đều được, hoặc từ most of thì sau of cũng là danh từ có s và danh từ không có s. Và cái thứ ba, most nó là một trạng từ chỉ mức độ nữa, thì trạng từ chỉ mức độ thì có thể bổ nghĩa cho tính từ hoặc bổ nghĩa cho trạng từ. Bây giờ các bạn chú ý cho mình, nếu mà nó chỉ gạch chân nguyên từ ơ này thôi này, thì chúng ta mới xét nó là dạng một này. Nhưng nếu nó gạch chân cả từ ơ, cả từ mốt, thì trong chỗ này nó là trạng từ chỉ mức độ này các bạn. Để mình nói cho các bạn, từ tool này, từ tool nó chính là danh từ, còn useful thì nó chính là tính từ. À, còn từ mốt trong chỗ này nó chính là trạng từ chỉ mức độ. Còn từ ơ chính là mạo từ theo đúng quy tắc, tính từ bổ cho danh từ, trạng từ bổ cho tính từ, còn mạo từ thì xác định cho danh từ. Đấy, các bạn chú ý cho mình, nếu mà từ ơ gạch chân cả từ ơ mốt thì các bạn phải lưu ý cho mình cái trường hợp này. Còn nếu nó chỉ gạch chân mạo từ thôi thì các bạn phải lưu ý ngay cho mình cái trường hợp này, ngay luôn này, mình nên sai ngay. Câu 39 chúng ta chọn phần A. Tại vì đằng trước chúng ta có từ a few thì sau đó là phải cộng danh từ số nhiều. Còn ngược lại chúng ta có từ little thì sau đó là cộng danh từ không có, danh từ không s. Đấy, vậy trước chuyện này chúng ta phải thêm s vào. Tiếp câu 40. Câu 40 này chúng ta sẽ chọn vấn đề. Tại vì chúng ta thấy có từ either phải đi với từ o. Rồi, đấy, khi các bạn nhìn thấy từ này, có những này thì các bạn phải xem tương ứng của nó như nào. Bây giờ chúng ta thử xem từng câu có cấu trúc như nào. Đối câu 36, câu 36 này thì nó là một S cộng verb O, nó chỉ là một câu đơn thôi. Câu 37, câu 7 thì chúng ta có S cộng verb O, nó đến đây. Rồi sau đó thì chúng ta có một mệnh đề tính từ, nó chính là verb in cộng với O. Câu 38 này thì nó cũng chỉ là một S cộng verb O, câu đơn. Câu 39 này cũng là một S cộng với verb cộng O. Hết. Câu 40, giới từ cộng danh từ nó đến đây, rồi sau đó thì chúng ta lại có S cộng verb O. Bây giờ chúng ta thử tìm động từ nhé. Câu 36 này, động từ nó chính là từ were decide.
Từ raise cũng là verb nhưng đứng sau to. À, tiếp đối với câu 7, verb chính là từ increase. Và từ doubling, mệnh đề tính từ nằm trong mệnh đề tính từ giản lược, verb bình ngữ O. À, câu 38, câu 38, verb nó chính là từ từ y. Câu 39, verb nó chính là từ gì đây? Chờ mình xem nào. Search S and sang từ. À, từ equal, equal. Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy là từ dơ này, mạo từ, thì đằng trước mạo từ, đằng trước mạo từ nó phải là động từ. À, câu 40. Câu 40 này, verb nó chính là từ have been used. Hết rồi. À, xin chào các bạn. À, các bạn ủng hộ hoặc muốn xem nhiều video mới hơn thì các bạn ấn nút đăng ký hoặc nút subscribe. Nếu các bạn thích thì các bạn ấn nút like. Chúc các bạn sẽ thi tốt trong đợt thi sắp tới. Xin chào các bạn.